Mời quý vị nghe tiếp phần chánh văn. Thân khùng là phân sĩ phu, chẳng ham dinh nơi diệu miệng tu vuông tròn. Khôn thì lanh chốn đau đòn, dại thì lòn cuối đồ ngon ăn thường. Hai lòng uống lưỡi đẩy đưa, ý hơi Hạng Võ mắt lừa Trương Lương. Nhớ qua lúc đời đường, hiện thần nhân quý người đương ẩn mình. Cửu thiên còn giấu tài dinh, chờ ngài mãn hàng phép linh nữ ban rài. Chú thích: Thân khùng, Đức Thầy ra đời xưng hiệu là khùng, nhưng khùng theo Ngài mà biết thương dân mến nước, và khùng biết âm dương kết liễu, biết đem đạo màu cứu vớt sanh linh. Sĩ phu, người nam nhi sĩ khí, có học thức thanh cao và trung can nghĩa khí. Hạng Võ, người ở Hạ Tượng thuộc đất Cối Kê, Trung Hoa, tên là Tịch, có sức mạnh cử cái đỉnh ngàn cân. Vào thời Tần Sở không ai địch lại. Trong lúc dẹp nhà Tần, vì tánh hiếu sát mà không được lòng quân dân, nên vào Bá Tượng, Hàm Dương, sau Lưu Bang. Hạng Võ ỷ mạnh phụ lời ước hẹn, giành làm vua Tây Sở Bá Dương, và đẩy Lưu Bang, Hán Trung Dương vào Bao Trung. Lưu Bang theo kế hoạch của Trương Lương lùi vào Bao Trung, sai Tiêu Hà chiêu binh mãi mã, tích trữ quân lương. Còn Trương Lương tìm được Hàn Tín, làm phá sở đại nguyên soái, thi hành kế ly gián, chia rẽ giữa Phạm Tăng và Hạng Võ, khiến Võ rút về Bành Hành, bỏ trống Tam Tần. Nhân đó, Lưu Bang và Hàn Tín kéo quân trở ra đánh bại, khiến Hạng Võ trở tay không kịp. Từ đó, Hạng Võ phải đánh với Lưu Bang ròng rã 6 năm trường, bao phen thất điên bát đảo trước tài chỉ huy mưu lược của Hàn Tín. Rốt cuộc, Hạng Võ phải bỏ mình tại bến Ô Giang. Hiền thần Nhân Quý, cũng gọi là Tiết Nhân Quý, tên thật là Tiết Lễ, người ở Thái Bình Trang, huyện Long Môn, tỉnh Sơn Tây, Trung Hoa. Thân phụ là Tiết Anh, thân mẫu là Phạm Thị, gia thế giàu có, cha làm viên ngoại trong vùng. Nhân Quý câm từ thuở lọt lòng mẹ, đến năm 15 tuổi, bỗng một hôm thấy bạch hổ nhảy vào trướng nhà dồ mình, nên hoảng hốt la lớn lên, và từ ấy mới nói chuyện được. Không bao lâu, cha mẹ lâm bệnh từ trần. Nhân Quý một mình thừa hưởng gia tài to lớn. Ông tụ tập anh em lại, rước thầy về luyện văn, tập võ. Nhưng vì ăn chơi phung phí, nên của tiền đều hết sạch. Bù vào đó, ông lão thông thập bát ban võ nghệ. Thuở ấy, vua Đường Thái Tông khi tạo Bắc xong trở về, một hôm nằm mộng thấy đi săn, bỗng có tướng mặt xanh cầm đao giục ngựa rượt theo muốn giết vua. Thái Tông kinh hãi giục ngựa chạy, chẳng may ngựa sa lầy nơi mé biển. Trong lúc nguy cấp, bỗng có tướng Bạch Khôi, Bạch Giáp cầm kích cưỡi ngựa xông tới đánh người mặt xanh té xuống biển chết. Vua Thái Tông mừng rỡ kêu lại hỏi tên họ để tạ ơn. Tướng ấy đáp: Giá trụ diêu diêu nhất điểm hồng, phiêu phiêu tứ hạ ảnh vô tông. Tam tuế hại đồng thiên lượng gia, bảo dương khoa hải khứ chinh đông. Nói xong, tướng ấy bị con rồng hút bay mất. Thái Tôn kinh hãi giật mình tỉnh giấc, liền cho dời quân sư Từ Mậu Công đến nhờ giải giùm Điềm Mộng. Mậu Công giải như sau: theo Điềm Mộng sẽ có người mặt xanh giấy loạn ở phương đông, không ai đánh lại, nhờ có hiền thần áo trắng kia mà cứu được. Còn tên họ hiền thần đã nói rõ trong bài thi là câu thứ nhất: gia trụ diêu diêu nhất điểm hồng, nghĩa là mặt trời lặn về phương Tây, còn một chút điểm hồng đỏ thì người ở chốn Sơn Tây. Còn bệ hạ thấy rồng hút người ấy mà bay, thiệt là người ở huyện Long Môn. Câu thứ nhì: phiêu phiêu tứ hạ ảnh vô tông, có nghĩa trong khi trời lạnh thì có tuyết xuống mịt mù, không rõ gốc tích ở đâu, chắc người này họ Tiết. Câu thứ ba: tam tuế hài đồng thiên lượng giá, là con nít lên 3 tuổi đáng giá 1000 lượng, thiệt là người quý, chắc tên là Nhân Quý. Còn câu thứ tư: bảo dương khóa hải khứ chinh đông, có nghĩa hiền thần sẽ bảo giá vượt biển chinh đông. Nếu bệ hạ muốn gặp hiền thần thì bệ hạ cho người đi mộ binh ở huyện Long Môn, Sơn Tây sẽ có. Thái Tông nhận lời cho tiên phôn Trương Sĩ Quý đi chiêu binh là kết quả. Nhân Quý hay tin liền ra đầu quân, nhưng vì Sĩ Quý vốn gian xảo, nghe vua thuật Điềm Mộng tả hình dáng giống con rể hắn là Hà Tôn Hiến, nên muốn cho con rể mình lập công. Thấy Nhân Quý mặc giáp trắng, cầm phương thiên hỏa kích giống Điềm Mộng của vua, Sĩ Quý sợ Nhân Quý đoạt công nên không thâu. Đã 2 lần đầu quân không được, ông buồn trở về gặp Trình Giảo Kim bị cọp rượt, ông ra tay đánh hổ cứu thoát. Thấy người tài năng, Trình Giảo Kim ban cho cây lệnh tiễn, giới thiệu cho đi đầu quân. Sĩ Quý thấy vậy không dám cãi, nên cho Nhân Quý làm quả đầu quân, tức là quân nấu cơm, và buộc đổi tên họ khác mới thâu. Sĩ Quý còn dọa rằng vì vua nằm mộng, thấy tướng bạch hào bạch giáp cầm kích rượt giết vua, và có đọc bài gia trụ diêu diêu nhất điểm hồng, phiêu phiêu tứ hạ ảnh vô tông, tam tuế hài đồng thiên lượng giá, sanh tâm tất đoạt tố kim long. Quân sư có bàn rằng 3 câu đầu là người ở Sơn Tây, tên là Tiết Nhân Quý. Còn câu thứ tư sau người ấy sanh tâm tím đoạt thiên hạ, nên vua truyền giết đi để trừ hậu quả. Nay ta thấy ngươi vô tội, không nỡ gia hình, nên nhiều lần tha ngươi, ấy là ta muốn tha ngươi đó, chẳng phải ta muốn ích kỷ đâu. Khi giặc phiên làm phản không dân cống lệ, vua Thái Tông nổi giận nên ngự giá chinh đông, truyền Sĩ Quý đi tiền đạo. Khi đi ngang Thiên Cái Sơn, đất bỗng sụp thành một cái hang rất sâu. Sĩ Quý muốn giết Tiết Lễ nên sai xuống thám địa huyệt. Nhưng khi xuống tới đáy địa huyệt, thấy con rồng xanh bị trói, liền mở thả ra. Ông đi lần vào, trông thấy mấy xiển bánh, có một cái hình con rồng, 2 cái hình cọp, 9 cái hình trâu. Sẵn bụng đói ông liền ăn. Một lúc sau gặp bà Cửu Thiên Huyền Nữ, được bà cho biết rằng con rồng kia vốn có thù oán với ngươi, nay ngươi thả nó ra, nó sẽ xuống nhập vào xác Cáp Tô Văn mà đánh ngươi. Ta biết trước nên bày ra địa huyệt để ban cho ngươi 5 món bửu pháp là bạch hổ tiên, thủy hỏa bào, chấn thiên cung, 5 mũi xuyên dân tiễn và quyển vô tự thiên thơ, để hộ thân mới cự nổi Cáp Tô Văn. Còn những cái bánh ngươi ăn có hình con gì, ngươi sẽ mạnh bằng con nấy. thôi ngươi hãy ráng giữ mình mà phò đại đường hoàng đế. Tiết Lễ mừng rỡ lãnh báo vật lại tạ trở về. Từ đó ông mạnh vô cùng. Sĩ Quý sai ông đi tiền đạo, phá thành đập lũy, không ai đánh lại cả. Có lần nguyên soái Quốc Trị Cung bị giặc bắt, nhờ ông cướp tù xa cứu khỏi. Sau Đường Chúa bị Cáp Tô Văn là nguyên soái Tây Phiên dây phủ, nhờ ông về giải dây, đánh Cáp Tô Văn học máu mà chạy. Tất cả mọi công lao hạng mã của ông, Sĩ Quý điều mạo là của Hà Tôn Hiến. Nhưng Quốc Trị Cung không tin, lập kế điều tra mà chẳng được. Sau Quốc Trị Cung hăm dọa đòi giết Sĩ Quý, Sĩ Quý sợ hãi mới khai thiệt câu chuyện gian trá từ trước tới nay. Quốc Trị Cung vẫn nói: vậy nhà ngươi quả thật gian ác, phải mau đem hiền thần Nhân Quý ra, bằng không thì đánh chết. Sĩ Quý dân dạ lui ra, nhưng lại lập mưu định giết Nhân Quý để phi tang, nên cho đòi Tiết Lễ đến bảo rằng: nay nguyên soái đã tra ra bọn ngươi, nên bảo đem các ngươi ra hành hình. Nhưng ta thấy bọn ngươi có công, nên không nỡ giết, lại cho các ngươi hay trước, để tìm phương lánh nạn. Ta thấy phía sau trại này có một cái hang tên Thiên Tiên Cốc rất kín đáo, có thể tạm trú yên thân được. Vậy các ngươi hãy lên đó ở, chừng nguyên soái bớt giận, ta sẽ xin cho. Tiết Lễ tưởng thiệt nên cùng 8 người anh em ra đi. Nhưng khi vào cửa hang, Sĩ Quý cho lắp cửa hầm đốt. Trong lúc nguy cấp, bỗng có bà Cửu Thiên Huyền Nữ hiện đến cứu thoát, đưa lên tàn quân động, ẩn mặt để lánh nạn, đợi đến thời cơ sẽ ra mặt giúp vua. Thời gian sau, một hôm vua Đường cưỡi ngựa đi săn, bị Cáp Tô Văn rượt chạy, chẳng may ngựa sa lầy nơi mé biển. Cáp Tô Văn đứng trên bờ hối thúc vua mau giết quyết biểu hàng đầu. Trong khi ấy, Tiết Lễ đang ngồi trong động tàn quân, thấy ngựa lô hí giang, ông lấy làm lạ, bèn nai nịch lên yên đi ra. Bỗng con ngựa chạy như bay, dừng lại không được. Khi đến chân núi, thấy vua lâm nạn, ông rượt đánh Cáp Tô Văn chạy dài, cứu vua thoát nạn. Thấy ấn như điềm mộng, vua Đường mừng rỡ, đem ông về trọng dụng và hứa rằng dầu sau này hiền thần làm lỗi nặng đến đâu, trẫm cũng tha hết. Trương Sĩ Quý thấy vua trọng dụng Nhân Quý, sợ lậu sự ra mà chết, nên lén đem quân cướp hết chiến thuyền vượt biển. Về triều đình định giết thái tử cướp ngôi, nhờ có quân sư Từ Mậu Công toán biết, nên chỉ biểu Nhân Quý cướp được con thoại long cưu. Ngựa đi ngày 1000 dặm đường, và có tài chạy bay trên nước như trên đất liền. Đi suốt mấy ngày đêm về Trường An, bắt được cả bọn, cứu An thái tử. Thấy công rất trọng, nên Đường Thái Tông phong làm Thiên Hạ Đô Chiếu Thảo Sứ Bình Linh Đại Nguyên Soái. Suốt 12 năm dài chinh chiến, Nhân Quý giết được Cáp Tô Văn và bình xong giặc phiên, nên khi về triều, ông được phong chức Bình Liêu Dương, trấn thuê tỉnh Sơn Tây, cùng vợ con chung hưởng hạnh phúc. Mưu gian của Sĩ Quý lộ ra, nên cả bọn đều bị giết. Riêng con gái của Sĩ Quý là Trương Mỹ Cơ, vốn là vợ lẽ của Hoàng Thúc Lý Đạo Tôn, là chú của vua, hiện làm chức thành Hán Dương, nên khỏi bị giết. Nhưng vì giết cha nên nàng đem lòng hận oán, ngày đêm khóc lóc khuyên chồng lập mưu trả thù. Đạo Tông nghe lời, bèn mạo chiếu vua dối rằng vua bệnh nên triệu Nhân Quý về kinh. Nhân Quý tưởng thật, ngày đêm riết về. Khi đi ngang phủ Quang Thiên, thấy Đạo Tông trực sẵn, rước vào dinh đãi tiệc. Nhân Quý thấy trời tối, không thể vào chầu được, vì dĩ tình Hoàng Thúc khoản đãi nên ở lại. Trương Mỹ Cơ liền bỏ thuốc mê vào bình rượu của ông, khiến ông bất tỉnh nhân sự. Bị Đạo Tông trói lại, đem bỏ vào phòng quận chúa Lý Loan phụng. Quận chúa hổ ngươi đập đầu mà thác. Lý Đạo Tông tức giận, truyền khảo Nhân Quý hơn 100 roi, trầy da tróc thịt hết, mà ông vẫn mê không hề hay biết. khảo tra đã rồi, Lý Đạo Tông vào triều tâu rằng: Hồi hôm này Nhân Quý lẻn về Trường An, tôi thấy người có công nên rước về dinh mà thiết đãi. Chẳng ngờ Bình Liêu Dương đòi cưới con gái tôi không khứng. Nhân Quý ỷ mạnh xốc vào làm hỗn, ép việc mây mưa với quận chúa. Quận chúa không tuận tình, bị Nhân Quý đập chết rất thảm thương. Tâu xong, Lý Đạo Tông khóc rống lên. Vua Đường Thái Tông thấy vậy giận lắm, truyền xử trảm Nhân Quý tức thời. Nhờ các quan hết sức can gián nên Thái Tông dừng lại, ra lệnh giam Nhân Quý vào đại lao. Lúc này Nhân Quý còn mê man như chết, không hay biết gì hết. Khi tỉnh dậy mới hay mình bị giam, nghe trong châu thân đau nhức vô cùng. Nhân Quý hối hận vì quá tin người mà bị nạn. Đến hạn gia hình, vua truyền xử trảm. Các quan xin mãi không được. Nhờ có quân sư Từ Mậu Công về can gián, nhắc lại lời hứa của Thái Tông khi xưa, mới cứu được ông. Sao vua Tây Phiên là hấp mê làm phản, phong Tô Bảo Hồng, làm Tảo Đường diệt khấu đại nguyên soái, cầm binh đánh nhà Đường. Vua Thái Tông sợ hãi, bèn tha tội Nhân Quý và phong làm Chinh Tây đại nguyên soái, đem quân chinh phạt. Vừa ra khỏi tù, ông tâu rõ việc hàm quan trong 3 năm tù tội. Vua Thái Tông nghe xong hối hận vì làm mưu gian thần mà không hay, nên vua truyền giết Trương Mỹ Cơ và tên giả thiên sứ. Còn Lý Đạo Tông là chú, nên vua không nỡ gia hình. Sau Trình Giảo Kim dụ Đạo Tông vào chùa Nguyên Minh, rồi lấy chuông úp lại cho đến chết. Trả thù xong, Nhân Quý liền khởi binh chinh Tây. Đến Bạch Hổ Quan, bị con là Tiết Đinh Sang bắn lầm mà thác. Đọc truyện hiền thần, Nhân Quý thấy rằng vì thời cơ chưa đến nên ông phải lao đao quan khúc. Song nhờ lòng trung chánh, bao giờ cũng được Phật tiên cứu độ, và tiếng khen lưu để muôn đời. Hậu thế há chẳng theo đó làm gương hạnh đấy ư? Sau đây là phần giải từ câu 113 đến câu 122. Đức giáo chủ cho biết Ngài là bậc sĩ phu, có học thức rõ thông đạo lý, chẳng màng đến vinh quê phú quý, miễn sao sự tu thân hành đạo cho vẹn tròn là tốt rồi. Ngài cũng khuyên dạy môn đồ, đã là người trí cũng nên xa lánh, đầu lũy những chỗ xấu xa đê tiện, mà nên chọn chỗ trong sạch tốt lành để sống. Hạng Võ xưa kia tìm cách dối gạt, lừa đảo bạn bè vua chúa, nên cuối cùng bị Trương Lương đưa vào chỗ nguy hại, chịu khổ nhục suốt đời. Còn hiền thần Nhân Quý lúc chưa gặp thời, phải bị cha con Trương Sĩ Quý hãm hại, song nhờ có Cửu Thiên Huyền Nữ cứu an tai nạn,